Ừ người, em đã chuẩn bị cái hồ sơ Hàn Quốc nửa năm nay rồi. Lý do gì mà sau một tuần em lại thay đổi sang thị trường Slovakia vậy? Trước đây em chỉ biết Nhật là Hàn và em đã chọn Hàn Quốc. Dạo gần đây thì em thấy trên TikTok anh có chia sẻ vài clip nói về đất nước Slovakia nên em có tìm hiểu. Rất là may mắn là em cũng có người nhà ở bên Slovakia. Em và người nhà đã gọi điện cho người thân ở bên Slovakia và được biết chính sách ở bên Slovakia rất tốt và rất có tương lai cho em sau này. Đặc biệt là bên Slovakia có rất nhiều cộng đồng người Việt ở bên đấy. Em đi theo visa kinh doanh thì sau này sẽ có cơ hội định cư ở bên Slovakia và em có thể bảo lãnh được vợ và con em qua. Em đã chuẩn bị gì cho cái hành trình để sang Slo rồi? Em đã đăng ký một khóa học tiếng Slovakia ở Hoàng Quốc Việt, một khóa học bằng lái xe ô tô và để sang đấy chuyển sang bằng lái xe châu Âu. Buổi tối em xin đi làm bếp để khi sang Slovakia em muốn xin vào một nhà hàng để làm bếp. Ước mơ của em là sau này mở một nhà hàng ở bên Slovakia. Anh cũng chúc em sẽ thành công bên Slovakia và đạt được cái ước mơ mà mình mong muốn. Vâng, em cảm ơn.